Mến chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ tiến hành lên chậu cho cây hoa giấy tím Pháp. Như các bác đã biết, hoa giấy tím Pháp là một trong những dòng hoa giấy siêu hoa. Khi mà nó nở hoa thì hoa rất là to, rất là bền, rất là đẹp. Là một trong những dòng hoa giấy đáng chơi trong vườn nhá các bác nhá. Với cái dòng hoa giấy tím Pháp này, thường thì các bác sẽ thấy lá nó to hơn các cái dòng hoa giấy ta của chúng ta. Đó. Đây là một cây hoa giấy tím Pháp được ghép trên cái gốc hoa giấy Mỹ. Thường thì các bác thấy các nhà vườn ở trong miền Nam hay ghép các cái dòng hoa giấy Thái và các cái dòng hoa giấy mới hiện nay, kể cả giấy cẩm thạch với gốc hoa giấy Mỹ, bởi vì cái gốc hoa giấy Mỹ thường thường nó rất là đẹp. Bệ đế nó nhìn rất là quái. Khi mà các bác mua về, các bác hoàn toàn có thể cắt những cái mầm, các bác dâm ra thành những cây nguyên bản để chúng ta chơi những cái cây tím Pháp nguyên bản bình thường nha các bác nhé. Đó, khi mà trồng những cái cây hoa giấy tím Pháp trong vườn thì các bác thấy cực kỳ hài lòng, bởi vì cái màu tím của nó cực kỳ đẹp, hoa cực kỳ to, và khi chúng ta làm bông tàn dày thì nhìn hoa của nó dày, nhìn thích lắm các bác ạ. Với những cái cây hoa giấy tím Pháp như thế này, với những bác mới chơi chưa có kinh nghiệm thì chúng ta hãy trồng luôn nguyên cả bầu vào. Còn bác nào mà có kinh nghiệm trồng rồi thì chúng ta có thể tháo bầu ra rồi bới bớt cái giá thể của nhà vườn họ trồng ra. Với những cây hoa giấy tím Pháp như thế này thì các bác sẽ trồng vào những cái chậu vừa phải. Chúng ta không nên trồng vào những chậu quá to nhé. Còn nếu mà các bác trồng vào những chậu quá to ấy thì cây hoa giấy lúc nào nó cũng sẽ bị ẩm ướt, bởi vì những chậu to nó sẽ có cái lượng giá thể khá là lớn. Khi mà chúng ta tưới hoặc trời mưa thì nó sẽ rất là lâu khô cái giá thể đó. Cho nên là chọn cái chậu thật là phù hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ trộn giá thể. Giá thể ở đây thì em trộn từ 50% là đất vườn, 50% là vỏ chấu tươi, kết hợp với Chichoderma. Chichoderma là một dạng nấm đối kháng. Nó sẽ giúp diệt hết các cái bào tử nấm có hại. Và nó sẽ giúp cho các cái hợp chất hữu cơ có trong giá thể nó nhanh hoai mục nhé các bác nhé. Cho nên là các bác nên dùng. Em sẽ trộn đều. Ở đây thì các bác trộn giá thể có thể trộn thêm phân hữu cơ, ví dụ như phân bò mục, phân gà mục, phân dơi, phân dê, phân trùn quế, vân vân. Nhưng mà em thì em không trộn thêm phân, bởi vì bản chất cái đất vườn nhà em nó rất là tốt, cho nên là em cứ trồng tới khi nào mà cây nó bén rễ thì em sẽ bón phân sau. Với giá thể thì các bác cần trộn cực kỳ tơi xốp. Khi mà các bác trộn giá thể có thể sử dụng vỏ chấu, vỏ lạc, vỏ đỗ, mụn sơ dừa đã sơ chế. Ở đây thì em lót đáy chậu bằng xỉ than tổ ong để giúp cái việc chậu thoát nước tốt hơn. Và em sẽ cho giá thể vào. Các bác để ý, nếu mà giá thể nó tơi xốp, nó thoát nước tốt thì nó tạo điều kiện cho cái cây hoa giấy nó sẽ phát triển bộ rễ cực kỳ tốt nhá. Ngược lại, giá thể mà bí, thoát nước kém thì nó làm cho cây hoa giấy nó bị bí rễ, thậm chí thối rễ, chết cây nhá các bác nhá. Sau khi em cho giá thể vào cái chậu này thì em sẽ ra cái bầu hoa giấy này để cho vào chậu. Đây. Các bác lưu ý là khi mà chúng ta ra bầu thì các bác cứ lộn ngược cây lên. Đây. Đó. Lộn ngược cây lên rồi các bác rút nhá. Dưới này nó có những cái lỗ thoát nước này. Đấy, các bác rút cái bầu này lên. Đấy. Thì giá thể ở đây thì họ sẽ trộn từ mụn sơ dừa và vỏ chấu tươi. Đó là cái phong cách làm giá thể của các bác ở trong miền Nam. Bởi vì trong miền Nam thường thường sơ dừa và vỏ chấu thì cực kỳ nhiều. Khi mà làm giá thể từ mụn sơ dừa và vỏ chấu tươi thì giúp cho việc nó tạo ra một cái giá thể tơi xốp và thoát nước cực kỳ tốt nhé các bác nhé. Đó. Khi mà trồng những cây hoa giấy này, tốt nhất là các bác nên trồng bệ nó cao lên một chút nhé. Có thể cao như thế này này. Sau này rễ nó ăn xuống thì chúng ta có thể bới bớt cái bầu này ra để giúp cho cái bệ đấy nó càng ngày nó càng cao hơn, nhìn nó đẹp hơn nhé các bác nhé. Đó, em sẽ cho thêm một chút giá thể. Đó. Đó, để như thế này. Các bác căn làm sao cái dáng thế theo ý mình mong muốn nhé. Để sau này chúng ta trồng xong rồi, chúng ta không cần phải chỉnh sửa nữa. Sau đó thì các bác sẽ cho giá thể vào. Tiếp tục em sẽ cho thêm giá thể vào các bác ạ. Đó,
lớp giá thể tới khi nào nó kín mặt trên của bầu là được nhé các bác nhé. Đó, nguyên tắc của trồng cây là các bác không nên lấp kín rễ quá cái mặt bầu của nhà vườn. Các bác cứ lấp bằng mặt bầu là được để tránh tình trạng cây nó bị thối rễ nhé các bác nhé. Đó, khi mà các bác lấp đầy thì sau này rễ nó sẽ ăn ra phần giá thể. Đó, các bác san cho nó phẳng, nhìn nó đẹp mắt một chút nhé các bác nhé. Khi mà trồng những cây hoa giấy này thì cực kỳ đơn giản, các bác cứ trộn thật tơi xốp và thoát nước tốt là được. Ở đây thì em dùng mấy viên gạch để em kê vào để cho nó khỏi bị động gốc các bác ạ. Sau khi chúng ta kê những cái viên gạch để cái cây hoa giấy nó không bị động gốc thì các bác cắm những cái que để chúng ta buộc cố định cái ngọn cây hoa giấy lại nhé, để tránh tình trạng là mưa, bão, gió thì nó sẽ lung lay, nó làm động cái gốc cây hoa giấy. Và sau khi trồng xong thì em sẽ hòa cái chế phẩm HB101. Đây là một trong những chế phẩm siêu kích rễ để giúp cái cây hoa giấy này nó nhanh chóng hồi phục và nó ra rễ nhé các bác nhé. Em sẽ sử dụng 3 đến 5 giọt trên 2 lít nước. Chế phẩm HB101 là chế phẩm của Nhật, cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tốt. Các bác có thể lên Shopee đặt hàng nhé các bác nhé. Đây, và em sẽ tưới ướt đẫm một lần các bạn, tưới cả lên tán nhé. Đó, HB101 là một trong những chế phẩm nó giúp kích mầm, kích rễ cực kỳ hiệu quả. Đấy, các bác cứ tưới ướt đẫm này cho em. Và các bác lưu ý, hoa giấy là một trong những cây nó không cần độ ẩm quá cao, cho nên là các bác hãy duy trì độ ẩm khoảng 70% để giúp cây hoa giấy nó phát triển tốt hơn nhé các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video cho em một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment. Em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng, chăm sóc và chơi những cây hoa giấy trong vườn nhà nhé các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.